Đưa cho con hỏi vì sao Đức Phật cho rằng khổ hạnh là một cực đoan. Nhưng trong 10 vị đại đệ tử của Ngài có ngãm Ha Cá Sá ta được là người thực hiện khổ hạnh nhưng Đức Phật chẳng những không quả trách mà còn ca ngợi ông là khổ hạnh đầu đà đệ nhất. Thậm chí còn chỉ định ông là người dẫn dắt tăng đoàn sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Điều này có mâu thuẫn không? Quý vị nên phân biệt tại sao đây được gọi là các cái phương pháp đầu đà chứ không gọi là phương, pháp khổ hạnh nó khác nhau đức thế tôn gọi 13 pháp đó là 13 pháp đầu đà tức là gì đó là 13 pháp giúp cho đoạn trừ những cái cấu uế của tâm như sư nói nghe từ cái câu hỏi trước ừ, câu hỏi trước có những phương pháp đức thế tôn đồng ý là nó có tác dụng và ngài cho phép cũng như khuyến khích hàng cư sĩ tại gia và tăng đoàn nên thực hiện bởi vì nó đem lại lợi ích nhưng có những phương pháp nó đơn thuần là cực đoan hành xác đem lại sự nguy hiểm cho tính mạng hoặc nhẹ hơn là không đưa đến giác ngộ vậy. cho nên đức thế tôn không đề nghị thực hiện đơn giản vậy thôi giống như một người đó, cái người mà họ mất ký cái người mất ký họ bày ra một cái rổ thuốc một cái rổ thuốc và bóc đại rồi họ ăn bóc đại họ ăn thì cái người sáng suốt á, thì người đó sẽ nhìn trong cái rổ thuốc đó biết được đâu là thuốc bổ và đâu là thuốc độc thì cái người sáng suốt á, họ chỉ lựa cái thuốc bổ ra họ dùng thôi còn thuốc độc á, thì họ không có lấy thì chúng ta không thể nào quơ đủ cả nắm mà nói rằng không một là anh hoàn toàn không được đụng tới cái rổ thuốc này hai là anh phải uống hết bao gồm cả thuốc độc lẫn thuốc bổ thì đây là cái cái sự tuyên bố của cái người thiếu trí ha. Cái người có trí ấy, thì phải biết đâu là điều có thể làm được và đâu là điều không thể làm được. Cho nên Đức Thế Tôn đưa ra 13 pháp đầu đà cũng như trong các cái giới luật của Thế Tôn, ngài đề nghị những phương pháp này nên thực hiện bởi vì nó có lợi ích còn những phương pháp đức thế tô không đề nghị bởi vì nó không có lợi ừ. đã không có gì mâu thuẫn hết không hề mâu thuẫn